Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 23 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày nhâm thân, tháng ất mùi năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kiếm phong kim, ngày nhâm thân, tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kiếm phong kim, kỵ tuổi, bính dần, canh dần, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão về tuổi xung khắc trong ngày tuổi bính dần canh dần bính thân tuổi xung trong tháng tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão tân dậu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc, sao u vi tinh tốt mọi việc, sao tuế hợp tốt mọi việc, sao ích hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên ân tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao địa tặc, sáu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành. Và đặc biệt, đó, ngày 23 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 6 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt kỵ mồng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị 12 con giáp thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem từ vi tuổi tí thứ 6 ngày 23 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi tí cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí trong ngày này đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ. Cái điều này báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui về chuyện tình cảm. Và ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, có thể sẽ được người quên giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp với mình. Và dù mới chỉ gặp gỡ lần đầu, nhưng bạn cảm nhận được sự hài hòa, gắn kết giữa hai người với nhau nữa rồi. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu, công việc của bạn mệnh cũng vô cùng là suôn sẻ, nhờ các kế hoạch kết giao, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng đều được thuận lợi. Về cơ bản, những mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp, bạn không hề có chút gì cảm thấy phiền lòng cả. Niềm vui của bạn tuổi Tý trong ngày này được kéo dài khi có được chính quan tương trợ, đảm bảo cho bạn có được nguồn tài chính ổn định, tài lộc, sản nghiệp, tiền lương, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn, khiến cho bạn tuổi Tý cảm thấy rất chi là vui vẻ và tự hào về bản thân mình. Với bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này việc xuất hành thì gặp được nhiều may mắn, gia đạo có tin vui, đi xa có người giúp đỡ, công việc được thuận lợi, tài lộc được tăng tín. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đào hoa mở lối tình cảm vui vẻ từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng phù hợp từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa công việc diễn ra suôn sẻ nhờ các mối quan hệ hợp tác làm ăn tốt đẹp từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng đều được thuận lợi. Tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc, tài chính ổn định, nằm trong tầm kiểm soát của mình. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù nục ngọc trợ, tuổi ngọa, tuổi mão. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và cái điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn tài lộc của bạn trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Sửu bạn bỏ ra nhiều công sức nhưng tiền bạc mà bạn thu về lại chẳng được là bao nhiêu, thậm chí còn phải bỏ ra một khoản tiết kiệm kha khá để bù lỗ vào đó. Có lẽ với bạn tuổi Sửu nên tính toán lại xem con đường mình lựa chọn có thực sự phù hợp với bản thân mình hay là không. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu, việc chi tiêu mua sắm cũng không thể xem nhẹ. Thời gian gần đây, dường như bạn đang bị mất kiểm soát về việc khả năng quản lý về tài chính của mình, cho nên dễ dẫn đến hao hụt về tài chính bạn hãy mua sắm những món đồ thực sự cần thiết thôi bạn tuổi sửu nhé. Ngày này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy vận trình của bạn cũng vớt vát được phần nào khi bạn có được chút điểm sáng trong vận trình của mình ngày hôm nay, cái chuyện tình cảm của bạn vẫn đang tín triển hết sức là êm đẹp hai vợ chồng luôn tin tưởng và chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ vậy mà gia đình luôn có được sự thuận hòa, êm ấm. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, tài lộc có điểm báo bị thất thoát hao tốn về tiền của từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy bỏ nhiều công sức nhưng tiền bạc lại chẳng thu được là bao nhiêu từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên xác định lại con đường mình đã lựa chọn xem có thực sự phù hợp với mình hay là không. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cần phải quản lý về tài chính, chi tiêu mua sắm khoa học hơn. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tình cảm êm đềm, gia đình hạnh phúc. Phải đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi điều này khiến cho bạn tuổi dần về mối quan hệ của bạn với nửa kia đang bị cản trở không nhỏ bạn thậm chí còn nghi ngờ tình cảm của đối phương dành cho mình, không biết rằng đó có thực sự là người phù hợp với mình hay là không, khi càng ngày bạn càng không hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi dần, thời gian này bạn đang tạo ra thử thách khá lớn với tình yêu của mình. Bạn mệnh không mong muốn để cho cuộc tình của mình tan vỡ một cách nhanh chóng đến như vậy nên đang ra sức bảo vệ tình yêu nữa và trong công việc ngày thứ sáu này với bạn từ dần lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đây là lời cảnh báo cho bạn cần phải cẩn thận kéo lại bị kẻ tiểu nhân lôi kéo dẫn đến những quyết định mù quáng tổn hại nặng nề về tiền bạc bản mệnh không suy nghĩ cẩn thận mà cứ thế niếm tiền qua cửa sổ và xem tử vi ngày này cũng cho thấy hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bà tuổi dần trong ngày hôm nay không nên thực hiện những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa bạn tuổi dần nhé về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, các chuyện tình cảm gặp trục trặc, đôi bên thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, bạn đang nghi ngờ sự lựa chọn của tình cảm của mình đúng hay là sai. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, tình yêu đương đầu với những thách thức lớn có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, cẩn thận bị tiểu nhân lôi kéo dẫn đến những quyết định sai lầm. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, thiếu đi suy nghĩ có thể làm tổn hại về tài lộc. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão, cho chúng ta thấy là bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan độ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bà tuổi mão trong ngày hôm nay có được sự khởi sắc rõ rệt với bà tuổi mão, bạn trở nên chủ động hơn, không cần bất cứ ai phải thúc giục mình, cậu bắt tay vào giải quyết công việc và cả những vấn đề đang còn tồn động bấy lâu. Bạn thậm chí còn chỉ dẫn cho đồng nghiệp cách làm rút ngắn được thời gian nhanh nhất nữa. Và với bà tuổi mão trong ngày này, bạn có thể không phải là một nhà lãnh đạo hoàn hảo, nhưng bạn biết cách để cho mọi người lắng nghe mình, cũng như là có thể chứng minh được ý kiến của bản thân mình là đúng đắn. Chính vì thế, bạn sẽ trở thành một người chỉ huy đáng tin cậy trong công việc. Và càng về cuối tuần, bạn lại càng thu về cho mình được nhiều thành công tốt đẹp nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với người nhà lại không quá hòa hợp cho lắm có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ có như vậy thì mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình càng lúc càng gần nhau hơn về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy công việc có được sự khởi sắc rõ rệt bạn cần phải chủ động bắt tay vào làm việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa giải quyết được những vấn đề còn tồn động bấy lâu tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ biết cách để cho mọi người lắng nghe với những ý kiến hay ho của mình tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc trở thành một người đáng tin cậy trong mắt đồng nghiệp tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mối quan hệ với người nhà ngày càng bị xa cách và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có quý nhân tam hợp trợ mệnh cho nên cái chuyện tình cảm của bạn đang trên đà khởi sắc rực rỡ đối với những bạn đang còn độc thân á thấy tin tưởng hơn vào tình yêu khi thấy các cặp đôi xung quanh mình đang hạnh phúc sánh bước bên nhau mọi sớm mọi chiều và trong ngày này với bạn Tù thìn, đó, nếu như muốn có được hạnh phúc thuộc về riêng mình, bạn nên tận dụng thời gian này để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè. Biết đâu bạn sẽ gặp được người ấy ở trong các cuộc hội ngọ đó thì sao? Còn nếu như bạn cứ mãi khép chặt trái tim mình thì sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu mà sẽ mãi gặp nhóm nội cô đơn mà thôi. Ngày hôm nay, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này có thể khiến cho bạn có những quan điểm trái ngược với đồng nghiệp hoặc là đối tác. Tình cảm hai bên vì thế mà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi mà hai người không có được tiếng nói chung, bản mệnh lại cứng nhắc và không chịu nhún nhường hay là thay đổi vì công việc chung. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tình cảm trên đà được khởi sắc tin tưởng hơn vào tình yêu từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên mở rộng các mối quan hệ xã giao gặp gỡ và giao lưu với bạn bè từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc cứ mãi khép chặt trái tim sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc cho riêng mình từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có quan điểm trái ngược chiều với đồng nghiệp hoặc là đối tác từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy công việc gặp trục trặc vì không tìm được tiếng nói chung với người làm việc cùng. Và đánh giá của ba tuổi thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp giúp sức. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày làm việc hiệu quả, mọi thứ đang phát triển khá thuận lợi. Tuy nhiên, bạn tuổi Tỵ cũng cần phải rèn luyện, tính quyết đoán và kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra, chớ nên thấy khó khăn mà lùi bước quá nhanh chóng. Khi đó có thêm được sự giúp sức của thiên ấn chiếu mệnh, bạn tuổi tỵ sẽ có được cơ hội thể hiện năng lực của mình với tất cả mọi người. Nhưng đừng vì thế mà tỏ ra là người kiêu ngạo với những gì mà mình đã có được, còn có sự đóng góp không nhỏ của tập thể. Bạn hãy trân trọng công lao của họ nữa bạn tuổi tỵ nhé. Và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn thủ tỵ, bạn lại đang gặp ngày có họa khác với Kim Cái điều này cho thấy các chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo gặp nhiều trục trặc Có thể vì công việc của bạn bận rộn đã vắt kiệt sức lực và cảm xúc của bạn Khiến cho bạn chẳng quản thời gian để rõ ràng người ấy mọi khi đối phương giận dỗi Thay vì nói chuyện với nhau bằng lời lẽ gai gắt Bạn nên chờ đợi tới một lúc bình tĩnh rồi hẳn trao đổi bạn thủ tỵ nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa làm việc hiệu quả mọi việc đều phát triển thuận lợi tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ cần thêm phần quyết đoán hơn dứt khoát và kiên trì hơn tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có được cơ hội thể hiện năng lực của mình trước mọi người tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tránh tỏa thái độ kiêu ngạo bởi công sức là của tất cả mọi người tử vi tuổi quý tỵ Thuộc mệnh Thủy tránh tranh luận gay gắt với nửa kia kéo tình cảm lại bị rạn nứt và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Ngọ tuổi Dậu Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho công việc của bạn mệnh tuổi ngọ được giảm bớt đi những áp lực nhờ biết cách lợi dụng các lợi thế sẵn có sẽ giúp cho công việc của bạn được trôi chảy hơn, không bị rắc rối ngáng trở mình quá nhiều nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi ngọ, nếu như bạn tiếp tục giữ được phong độ như thế này, bạn mệnh có thể sẽ được cấp trên nâng đỡ và cất nhắc cho vị trí cao hơn trong thời gian tới. Và điều đó là những thành quả xứng đáng mà bạn đã đạt được bằng chính sự chăm chỉ, sự cố gắng của bản thân mình, chứ không phải là vận may từ trên trời rơi xuống. Và trong ngày này với bạn tuổi ngọ, lại đang gặp ngày có họa khác với Kim. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn đang có phần ảm đạm. Đối với những bạn đang quản độc thân, chưa quên được những nỗi đau trong quá khứ, cho nên chật vật để tìm kiếm một tình cảm mới để khỏa lấp nỗi buồn ở trong lòng. Người đã quay đầu bước đi chẳng bao giờ trở lại. Bạn hãy mạnh mẽ đứng lên và yêu thương chính bản thân mình bạn tuổi ngọ nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc giảm bớt áp lực nhờ biết cách lợi dụng lợi thế sẵn có của mình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có thể được cấp trên nâng đỡ và cất nhắc lên vị trí phù hợp. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đạt được thành quả xứng đáng bằng chính công sức của bản thân mình. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tình duyên ảm đạm tổn thương trong quá khứ chưa ngủ in. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc cần yêu thương chính bản thân mình hơn trước khi yêu cầu tình yêu từ người khác. Và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, Từ v tuổi mùi thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở cái điều này làm cho vận trình tài lộc của bạn đang bị đe dọa tiền bạc trong ngày không được vượng nguồn thu trạng có là bao nhiêu chỉ mong không giảm là tốt rồi với bà tuổi mùi cần phải cẩn trọng trong những quyết định về tài chính của mình cẩn thận kéo lại tin lầm những kẻ xấu mất mát về tiền của. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mùi, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này mang tới cho bạn đang có được những điều kiện thuận lợi trong chuyện tình cảm. Và khi bạn và người ấy càng cảm nhận được rõ ràng tầm quan trọng của đối phương trong lòng mình, bạn mong rằng tình yêu của cả hai kéo dài mãi mãi và sớm đến ngày hai bạn về chung một nhà nữa rồi. Ngày này xem tử vi cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, con đường tài lộc bị cản trở, khó tìm kiếm được tiền bạc tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên cẩn trọng trong các quyết định về đầu tư tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa chớ nên cả tin kẹo lại tin lầm kẻ xấu khiến tiền bạc bị thất thoát tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tình cảm được xuân xỉa đôi lứa khăng khít bên nhau tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc trân trọng tình yêu và hạnh phúc mà mình đang có vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhóc phù trợ tuổi ngọ tuổi hợi Tử vi tuổi thân thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh hứa hẹn cho bạn có thể đốn một ngày có nhiều niềm vui bất ngờ và thú vị có thể nhờ đó mà bạn sẽ duy trì được tâm lý thoải mái là quan suốt cả ngày và nếu như bạn được mời ăn uống tụ tập cùng mọi người thì đừng có từ chối hãy nhận lời vì đó là cuộc vui xả hơi sau những ngày làm việc bận rộn trong ngày thứ sáu này, con đường tài lộc của bạn tuổi thân cũng đang rất rộng mở. Cái việc kinh doanh buôn bán của bạn được thuận lợi, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Bạn mệnh nhìn rõ được xu hướng của thị trường và có những bước đi táo bạo nhờ thế mà tiền bạc đổ về túi ầm ầm. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay cũng không có điều gì đáng phải lo ngại. Đối với những bạn đang còn độc thân, dần cảm nhận được niềm vui trở lại. Các mối quan hệ mới có thể sẽ khiến cho bạn trở nên lạc quan và tích cực hơn. Và biết đâu đấy bạn sẽ tìm lại được tình yêu đã mất của mình thì sao? Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tâm lý thoải mái nhờ những niềm vui bất ngờ trong ngày mang tới, tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, con đường tài lộc rộng mở, kinh doanh được thuận lợi, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, biết nắm bắt xu hướng của thị trường và có những bước đi phù hợp, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm êm đềm, các mối quan hệ tốt đẹp và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu tím màu da cam quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tốt từ vi tuổi dậu thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa cái điều này có thể làm cho bà tuổi Dậu vấp phải nhiều chuyện đau đầu trong sự nghiệp đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến cho bạn không biết phải xử lý ra làm sao thậm chí đôi bên có khi cần phải có sự ra mặt của cấp trên mới có thể dàn xếp được ổn thỏa và với bạn tuổi dậu, trong những lúc hoang mang, bạn hãy biết lắng nghe lời khuyên của những người lớn tuổi hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm đi trước. Trong mọi trường hợp, bạn hãy nhớ là luôn giữ đúng chừng mực. Điều mà mọi người nhớ tới bạn nhiều nhất đó chính là tính cách và con người của bạn. Vì thế, trong tình huống xấu nhất, vẫn phải cư xử cho lại phép bạn tuổi dậu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày cốt thổ sinh cho Kim Vượng. Các chuyện tình cảm của bạn là điểm sáng trong ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa bạn với người nhà đang rất tốt đẹp. Bạn có thể chia sẻ những khó khăn và suy nghĩ của mình với nửa kia và nửa kia sẽ cùng với bạn tìm ra những hướng khắc phục hiệu quả những vấn đề mà bạn đang gặp phải nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công việc gặp nhiều chuyện đau đầu mất thời gian tìm cách giải quyết tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp khiến cho công việc bị trì trệ tử vi tuổi kỵ dậu thuộc mệnh thổ có thể hỏi ý kiến của những người lớn tuổi hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên giữ đúng chừng mực cư xử phải phép trong mọi trường hợp tử vi tuổi quý dậu cuộc mệnh kim, mối quan hệ gia đình được hài hòa, luôn quan tâm và chia sẻ với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tốt cho chúng ta thấy là bạn tuổi tốt đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi tốt là nên hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người xung quanh mình, thay vì cứ tự tách bản thân mình ra như vậy. Một thái độ hòa nhã sẽ giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn, sự lạnh lùng chỉ càng tạo ra khoảng cách giữa bạn với mọi người mà thôi. Và với bạn tuổi Tuất đó, nếu như cứ tiếp tục lạnh lùng như vậy, bạn có thể sẽ bị cô lập trong tập thể dù chính bạn là nguyên nhân gây ra việc đó. Hẳn bạn không hề muốn mình sẽ rơi vào tình trạng như vậy. Vì thế, bạn cần phải cởi mở và trò chuyện với mọi người nhiều hơn nữa bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày thứ sáu này, bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm lứa đôi của bạn trong ngày hôm nay dường như được hâm nóng trở lại với những mâu thuẫn trước đó được hóa giải nhẹ nhàng, không ai mong muốn nhìn thấy đối phương bị tốn tổn thương nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nên hòa đồng và thân thiện với mọi người hơn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ thái độ hòa nhã sẽ giúp cho mọi việc của bạn được thuận lợi. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có thể sẽ bị cô lập bởi sự lạnh lùng và xa cách của mình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tình cảm được hâm nóng, tình yêu thêm phần ngọt ngào. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, mau thuận được hóa giải nhẹ nhàng bởi không ai muốn gây tổn thương cho người kia. Vài đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tuất Từ với tuổi hỏi thứ 6 ngày 23 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, thân hỏi, tư hại. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi hợi có thể cảm thấy chán nạn vô cùng khi trong ngày hôm nay chẳng có chuyện gì được đúng như ý muốn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm lứa đôi. Người ấy có thể làm những chuyện khiến cho bạn bị tổn thương nhưng lại chẳng hề ý thức được lỗi lầm mà mình đã gây ra thậm chí nửa kia còn tỏa ra trách móc ngược lại và nghĩ rằng bạn chỉ đang làm quá chuyện bé xé ra to mà thôi và điều này khiến cho bạn buồn phiền rất nhiều. Và bạn tuổi hợi, bạn hãy thử lên tiếng, chia sẻ và bày tỏa quan điểm của bản thân mình để tránh việc này tiếp diện nữa nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang có được những may mắn khi bạn có được tin vui về tài lộc từ thiên tài các thần chiếu mệnh người làm công ăn lương hay là đối với những người kinh doanh buôn bán đều được hưởng lợi từ các thần này. Bán mệnh cần phải có kế hoạch cụ thể cho những khoản tiền mà mình kiếm được bàn tuổi hỏi nhé. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, chán nản vì mọi chuyện không được như ý muốn. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, bị tổn thương về tình cảm do lỗi lầm của nửa kia gây ra. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc buồn phiền vì sự vô tâm của người yêu tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tài lộc đón tin vui tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên có kế hoạch cụ thể đua các khoản tiền mà bạn đã kiếm được và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.